43. Chòi rơm rực sáng. Hòa thượng Dì Mẹ ở chòi rơm Thủ Hiếu gần ngày mãn tang. Vào đầu hôm, dân làng lân cận hốt nhiên thấy chòi rơm bị cháy, lửa rực sáng bốn phía như ban ngày. Dân làng lo lắng cho sự an nguy của hòa thượng, tất tả chạy đi báo tin cho nhau. Đến khi bọn người xách nước cấp tốc tới cứu hỏa, chợt phát hiện chòi rơm không bị cháy và hòa thượng vẫn ngồi trong chòi niệm Phật. Từ đó về sau, số người tín ngưỡng hòa thượng ngày càng tăng thêm. Hòa thượng kể: lúc Thủ Hiếu, chỗ tôi ở vốn không bị cháy, vậy mà có vài lần người trong thôn lại tưởng bị cháy. Họ bèn tới nơi xem thì thấy không có gì. Lúc đó cũng có một lần bị động đất. Như vào buổi tối nọ, tôi đang ngồi thiền ở đó, ngay lúc vô nhân vô ngã, cái gì cũng không, hốt nhiên tôi cảm thấy có tiếng động rung rinh lắc lư. Tôi nghĩ thầm, chuyện gì đây mà khiến cho thân mình dao động như vậy? Sức mạnh của ma này quả thật không phải nhỏ. Qua ngày thứ hai, có người nói với tôi là có động đất. Tôi mới biết đó là do trận động đất. Trận động đất này thật kỳ quái, vì trong giếng đáng lẽ phải trào ra nước, nhưng kỳ động đất đó, giếng nước chỗ tôi lại bốc ra lửa. Thường thì khi nào núi lửa phát khởi mới có lửa, nhưng cái giếng này không phải là núi lửa mà cũng bốc lửa được. Cho nên trên thế gian này có lắm chuyện kỳ kỳ quái quái. Tôi tin có người nghĩ rằng thì nhất định ở đáy giếng có chất diêm vàng hay lưu huỳnh tương hợp với núi lửa, cho nên mới bốc lửa ra ngoài đó. Đây cũng có thể là như vậy. Ghi chú: tháng 3 năm 2003, ông bà Ron Epstein, quả dung, tham gia phái đoàn hành hương ở Trung Quốc do cư sĩ Đàm Quả Thức hướng dẫn. Họ đã thăm viếng vài chỗ lúc bình sanh hòa thượng đã trải qua. Sau đây là ấn tượng của quả dung khi tham quan Đông Bắc Trung Quốc. Chúng tôi ngồi xe buýt từ Harbin về phía nam, đến thôn nhỏ nơi hòa thượng đã trưởng thành. Chỗ đó vốn là một khoảng đất bằng phẳng vùng quê, thông cả bốn phương tám hướng, vô biên giới, chỉ còn vài cây lớn, ngoài ra chẳng có đồi núi gì. Chúng tôi tới nơi vào khoảng cuối tháng 3, khí hậu ôn đới, cao nhất là 20 mấy độ, thấp nhất là 3-4 độ dưới 0 độ. Ngay cả khi mặt trời lên, chúng tôi phải mặc thêm nhiều lớp áo ấm hàng tốt chống lạnh mùa đông, mà còn cảm thấy hàng phong giá rét xuyên tim thấu xương. Nhìn thấy rơm lúa cao lương chất đống bên cánh đồng, khiến tôi tưởng nhớ những năm tháng hòa thượng ngồi thiền bên bộ phận mẹ. Ngài chỉ mặc 3 lớp vải, kết rơm lúa cao lương làm túp chòi nhỏ, đã không chút nào bảo hộ hòa thượng một cách chu đáo. Một người cháu tôn của hòa thượng chỉ chỗ chòi rơm mà hòa thượng đã ngồi thiền trước kia, đại khái cách xa thôn làng khoảng 150 dặm. Hiện tại một phần không còn, nhà cũ cũng không thấy. Chùa Tam Duyên ở về phía bắc đi xe khoảng 1 tiếng đồng hồ, càng không còn tâm tích. Một số ít người vẫn còn nhớ ra hòa thượng. Đa số người nghe qua sự tích của ngài đều rất hãnh diện, ngài là người Đông Bắc. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website: diệupháp-am.net. Ha ha ha, 问什么的说。